Rồi, chào các bạn nhé. Đây là một cây xanh đang tua sủa. À, bây giờ Tiến Sự sẽ vật lên một tí. Vật lên nhé. À, để chúng ta lấy cái rễ này, nó có cái độ và cái thân này nó sẽ dẻo hơn. Nào, xin lỗi. Tua sủa. Chờ tí. Rồi, xuống đây. Cao quá. Xuống đây. Đó, cao không? Cao hơn nãy à? Đưa bỏ ra xem nào. Thôi rồi, để nguyên đi. Ok. Thôi, để nguyên. Được rồi. Đấy, cắt đây này, lấy cưa cắt đây này. Vuông góc. Đây, cắt cái này. Để lại này. Mày cắt này. Cắt này. Đây, cắt để lại một này xem. Vuông góc. Chéo rồi, đấy, cạp đấy. Thank you.
máy lũa này ra. Sau khi vật rồi thì đây sẽ làm cây trực và đây sẽ làm cây hoành, tức là trực hoành các bạn nhé. Và cái này vừa rồi các bạn thấy là nó rất là trướng. Rồi, nó sẽ rất là trướng vì tỷ lệ nó rất là dài. Thì chúng ta sẽ cắt đi và bây giờ để cho cái thân hoành này nó dẻo ra. Nó dẻo ra thì chúng ta sẽ moi móc cái điểm này các bạn. Đó, cho nó bớt cứng đi nhá. Đấy, túm mấy cái cành này vào để móc ra đi. Giờ còn cây nào không? Thôi rồi gì? Còn mấy cây kia nhưng mà đã muộn rồi thì hôm nào anh về anh. Ờ. Nào anh lên đây nhà tự lên nhà thì anh alo em không cần. Cây cái kia thì có không có cắt được vài cây em thấy cắt là em lên cùng cái cây thế thì giờ cây này đẹp quá đấy. Cây này thấy không? Đột phá đấy. Đúng không? Cái này đột phá đấy. Quá. Khác nhiều chứ. Quá đột phá đấy. Lúc đến này khác hoàn toàn trước để hay không? Giòn không đỡ mà nó lại trở giòn.
Rồi cầm tí keo cho đặt nhiều vào đây. Như vậy là các bạn thấy tiến sự quyết định vật dáng chuyển thành một cây trực hoành. Và các bạn thấy là cái thân hoành này tiến sự đã làm ra một cái điểm, nó có tạo ra một cái độ dẻo. Tạo ra một cái độ dẻo cho cây các bạn. Và đây là những cái vị trí mầm để chúng ta sau này chúng ta đưa ra bông. Tôi vít xuống một chút, chứ sau này thì chúng ta cắt giật thì nó mới đẹp. Bây giờ gọi là vít tạm thời để lấy cái cung thôi. Ok, như vậy là nó có cái độ dẻo cây. Còn nếu mà để như trước thì chúng ta không biết lấy đâu làm ngọn, mà nó cũng không rõ ràng được. Và nó cũng chỉ là một cái cây trực tà la súa thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó rõ ràng ra được một cái thân trực, thân hoành để cho nó mềm mại rồi. Rồi, tiến sự xin dừng video và cảm ơn các bạn nhé. Các bạn thấy video này hay, các bạn like và chia sẻ để rất rất nhiều anh em cùng tham khảo cách làm cây từ bonsai tiến sự. Và cũng là các bạn đừng quên đăng ký và nhấn vào chuông, đặc biệt cho những người mới chúng ta chưa đăng ký kênh của tiến sự, hãy ủng hộ tiến sự và để có cái cổ động cho động lực cho tiến sự làm video chia sẻ với anh em. Xong thì những cái này chúng ta quét keo vào nhé, nhớ là phải quét keo. Chúng ta mua keo để quét vào, mưa một phát là nó trội hết đi luôn, và kiến rồi sâu bọ nó không làm tổ được nữa, không làm việc thì cái điểm này nó nhanh liền hơn và nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé, nó bảo vệ. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Unknown caller. Get it.